Chào anh em đã đến với kênh Lâm Smart. Huyết áp là một trong những chỉ số sinh tồn cơ thể. Do có giới hạn và hạn chế về mặt công nghệ cho nên là tính năng đo huyết áp nó chưa được phổ biến nhiều ở trên những đồng hồ thông minh. Anh em thấy là những cái máy đo huyết áp chuyên dụng nó sẽ khá là cồng kềnh như này. Cho nên là một thiết bị đeo tay nhỏ gọn mà đo được huyết áp nó là một điều gì đó rất là tuyệt vời. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một chiếc đồng hồ thông minh có đo huyết áp đạt được những cái chứng nhận về độ tin cậy rồi. Đấy là Huawei Watch D2. Có một sự khác biệt của đồng hồ này so với những đồng hồ có cùng tính năng đo huyết áp khác đang có mặt ở trên thị trường. Đấy là nó có đo huyết áp động APPM. Tính năng này nó sẽ tự động theo dõi trong một khoảng thời gian xuyên suốt cả ngày, cả ban ngày và cả ban đêm luôn. Hiện tại thì cũng chưa có một đồng hồ nào mà có cái chức năng này cả. Thường chỉ là đo thủ công mà thôi. Không những vậy, đây cũng là một thiết bị theo dõi sức khỏe gần như là toàn diện. Có thêm cả điện tâm đồ này, phát hiện độ cứng của động mạch và phân tích rối loạn nhịp tim nữa. Trước hơn hết thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu xem là nó có thiết kế và cấu tạo như nào mới có thể đo huyết áp được như vậy. Và bây giờ mời anh em xem review của tôi. Có thể nói đây là một chiếc đồng hồ chứa rất nhiều công nghệ cũng như là linh kiện phức tạp nhất của các thiết bị đeo Huawei. Bên trong của nó có một cái motor bơm khí cho dây đo huyết áp này nữa, nên vì thế nó sẽ có kích cỡ lớn hơn so với những chiếc đồng hồ thông minh thông thường. Tuy nhiên khi mình so với Huawei Watch Fit 3 cùng hệ mặt vuông của Huawei thì thấy rằng là nó nhỉnh hơn không đáng kể. Thông số kích cỡ về dài này, rộng cũng như là độ mỏng thì mình cũng đã để lại một cái bảng dưới đây để cho anh em tham khảo. Trong đó thì có cả kích thước của lắc to lắc nữa. Form vuông với những chi tiết rất là cơ bản như là nút xoay điều hướng này, nút phụ và quai dây ẩn. Toàn bộ khung của nó hoàn thiện vật liệu nhôm, còn sau lưng là nhựa này. Phần bezel và nút của nó dạng bóng nên trông khá là sang trọng. Và điều quan trọng nhất của cái đồng hồ này nằm ở dây đeo. Anh em sẽ có hai dây túi khí cơ M và L thì mình đang đeo ở trên đồng hồ rồi. Trước khi mà sử dụng thì anh em phải xác định xem là cổ tay của mình nó phù hợp với kích cỡ dây gì nhá. Cho nên là trong hộp họ sẽ có cho anh em một cái thước dây bằng giấy như này. Để đo ấy, thì anh em phải để cho cái thước dây này nó cách xa với cổ tay tầm 2 cho đến 2,5 cm. Như mình là mình sẽ phù hợp với dây size L này. Rồi và lúc này thì anh em sẽ xác định xem là vị trí nút nó sẽ nằm ở số bao nhiêu. Như mình là số 16 này. Rồi và lúc này thì ở trên đồng hồ anh em sẽ chỉnh cho phần nút nó đúng vào cái số đó. Đây, như này là ok này. Nếu như mà anh em chọn sai vị trí nút cũng như là cái kích cỡ của dây ấy thì có thể làm ảnh hưởng tới kết quả của đo huyết áp nha. Để mà thay dây thì anh em nhìn thấy ở phía sau lưng nó sẽ có cái nút tháo lắp. Đây, anh em chỉ bấm nhẹ một phát là nó sẽ đẩy dây ra thôi. Nhìn vào đây thì anh em sẽ hiểu được cơ chế làm việc của nó. Motor nó sẽ nằm đâu đó quanh đây. Nó sẽ chịu trách nhiệm bơm khí thông qua cái lỗ này truyền trực tiếp vào cái dây túi khí này. Ở đầu dây túi khí nó có một cái vòi, có những cái gioăng cao su để tránh rò rỉ khí ra ngoài cũng như là nước vào trong đây nha. Dây túi khí này thì được làm bằng silicone, nó giống như là xăm xe nên là anh em không cài những cái phần sắc nhọn vào đây nhá. Vì nếu như mà thủng ấy thì không có chuyện vá lại được đâu, chỉ có nước là thay dây mới thôi. Đặc biệt là nó rất mỏng nha em ạ, đeo trên tay khó mà nhận ra được có nó dưới dây đeo chính. Cá nhân mình cũng đã từng xài cái loại đồng hồ đo huyết áp mà dạng dây túi khí như này. Thì nhược điểm của nó ấy, là dây túi khí dày và rất bí tay nếu như mà đeo lâu. Có D2 này có chất lượng dây rất là thân thiện và mỏng nên là vẫn cho cái cảm giác thoải mái như bình thường. Tuy nhiên với cấu tạo đặc biệt như này thì kháng nước của D2 chỉ dừng lại ở chuẩn IP68 nên là anh em không thể bơi hay là sử dụng dưới áp lực nước mạnh nha. Họ sẽ cho chúng ta hai lựa chọn màu sắc là đen xám và vàng. Màu vàng này anh em thấy là dây đeo. Họ sẽ khâu thêm một lớp da ở ngoài nữa, nhìn nó sẽ lịch lãm hơn. Tất nhiên thì bên trong của nó vẫn là dây silicone thôi. Còn màu đen thì là dây silicone toàn bộ. Nhìn chung là cả hai màu này đều rất đẹp. Màu đen xám thì nó hài hòa và mạnh mẽ. Còn màu vàng nó mang một cái dáng vẻ quý phái và sang trọng hơn. Tiếp theo phần thông số, Huawei Watch D2 vẫn được tích hợp loa thoại giúp anh em có thể đàm thoại nghe gọi này và nghe nhạc với bộ nhớ trong có sẵn, kết nối với tai nghe hoặc là loa ngoài đều được nha. Đặc biệt là nó có hỗ trợ NFC, anh em có thể thêm các dạng thẻ từ tương tự như là Huawei Watch Fit 3 được luôn. Huawei trang bị cho D2 màn hình AMOLED rộng 1,82 inch cho cái trải nghiệm rất là sắc nét. Anh em có thể thấy là phần viền đen trên dưới dày hơn so với hai cạnh bên. Nhưng mà đây là đồng hồ tập trung vào lĩnh vực sức khỏe chuyên sâu nên không phải là vấn đề lớn. Trong đó tính năng một chạm đánh thức màn nó chỉ kích hoạt khi mà anh em bật màn chờ on display. Ngoài ra thì tính năng nghiêng tay đánh thức màn hình thì mình thấy là nó hoạt động rất là ổn định. Khi mà mình nghiêng tay lên thì màn hình nó sẽ lập tức hiển thị ngay. Tiếp tục mình chia sẻ nhanh cho anh em qua về phần mềm nha. Huawei Watch D2 là một thiết bị mới nên là tất nhiên nó sẽ được nằm trong danh sách chạy HarmonyOS 5 mới nhất. Tuy nhiên ở một vài khu vực không hẳn giống với thế hệ GT5 ra mắt đồng thời cùng lúc với nó. Điển hình như là trung tâm điều khiển vẫn ở dạng giao diện cũ, icon tùy chỉnh nhỏ và nền đen. Đây, so với con GT5 Pro anh em mới thấy được cái sự khác biệt.
Đấy, thì icon tùy chỉnh của nó lớn hơn và nền của nó thì nhìn mờ mờ được mặt đồng hồ ở phía sau. Ngoài ra thì nó cũng có cái sự khác biệt liên quan đến ở phần thông báo. Đấy, khi mà anh em kết nối với điện thoại Android, nếu mà muốn sử dụng tính năng trả lời nhanh thì nó không có chức năng bàn phím soạn thảo trả lời như là dòng GT5, mà anh em chỉ có thể gửi thông qua biểu tượng cảm xúc và những cái câu có sẵn như này. Mình nghĩ là đồng hồ nào của Huawei thì nó cũng có những cái đặc thù riêng, thiên về yếu tố nào thì nó sẽ tập trung vào yếu tố đó. Như là con D2 này nó thiên về chăm sóc sức khỏe thì nó sẽ loại bỏ bớt những cái tính năng không cần thiết. Tiếp theo, ở mặt đồng hồ dành riêng cho con D2 này thì nó sẽ có 10 mặt có sẵn, trong đó thì có 7 mặt để anh em xem nhanh được các cái thông số liên quan đến huyết áp nha. Đa số những cái mặt của nó cực kỳ tinh tế và sang anh em ạ. Anh em vẫn có cái tính năng quản lý đa nhiệm bằng cách nhấp đúp cái nút xoay 2 lần nhá. Mục đích ở đây ấy là anh em vào những cái ứng dụng mà đang chạy ngầm thôi, chứ còn không cần thoát bớt vì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Để tiếp tục thì mình sẽ nói về những yếu tố khác nhá. Đây vẫn là một chiếc đồng hồ có hiệu năng rất là mượt mà. Mình thích ở điểm là phông chữ của nó lớn, dễ sử dụng với cả người lớn tuổi là người cao tuổi. Nếu như mà anh em có ý định mua cho người thân lớn tuổi trong gia đình của mình ấy thì quá là ok luôn, bởi vì nó rất là dễ dùng cũng như là cực kỳ thân thiện. Tất cả những chức năng kiểm tra sức khỏe từ cơ bản cho đến chuyên sâu nhất anh em đều có thể thấy được ở trên Watch D2. Có thể nói đây là chiếc đồng hồ toàn diện nhất về sức khỏe, có đầy đủ từ đo huyết áp này, điện tâm đồ, phát hiện độ cứng động mạch, phân tích rối loạn nhịp tim. Cơ bản thì có nhịp tim, SPO2, căng thẳng, giấc ngủ, nhiệt độ da và calo. Khác với dòng GT5 series là D2 nó sẽ không có tính năng phân tích trạng thái cảm xúc, bởi là nó sẽ tập trung vào những cái thành phần đo đạc quan trọng hơn. Nếu như anh em muốn đo tất cả các thông số này kiểm tra trong một lần thì anh em vào trong ứng dụng tổng quan sức khỏe nha. Thì mình cũng đã kiểm tra một lần để xem cơ thể của mình như thế nào. Nó sẽ thông qua 9 bài kiểm tra và ra một cái kết quả rất là ngắn gọn như này. Như mình là không có dấu hiệu bất thường gì cả. Kéo xuống phía dưới này thì anh em sẽ thấy được chi tiết hơn về các cái dữ liệu thông số sức khỏe của mình. Đây, có rất đầy đủ luôn. Trong đó ấy, phía dưới thì nó còn có cả về hô hấp thông qua nhịp thở khi mà anh em ngủ nữa. Nói chung là con này nó quá tuyệt vời nếu như mà anh em muốn mua để theo dõi sức khỏe. Với ECG và phát hiện độ cứng của động mạch ấy thì nó sẽ có một phương pháp đo riêng. Đấy là anh em chạm tay vào nút phụ phía dưới. Nút phụ phía dưới thì nó còn có thêm điện cực nữa cho anh em có thể kiểm tra được cả điện tâm đồ và độ cứng của động mạch. Còn về đo huyết áp thì mình sẽ chia sẻ cho anh em kỹ sau. Ở trong tập luyện ấy, như anh em đã biết là con này có khả năng kháng nước IP68, cho nên nó sẽ không có các cái môn thể thao dưới nước như là bơi hay là lặn. Các ứng dụng trợ năng phục vụ cái nhu cầu sử dụng khác thì vẫn vậy, như là nghe gọi đàm thoại với hai app là nhật ký cuộc gọi và danh bạ. Nhạc thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em qua rồi, thì con này vẫn có khả năng nghe nhạc độc lập thông qua tai nghe Bluetooth hoặc là anh em nghe qua loa ngoài nhá. Còn về ứng dụng thời tiết của nó có giao diện giống như là dòng GT5, rất là đẹp mắt và trực quan. Còn lại là các cái ứng dụng đơn giản thì mình sẽ lướt nhanh qua qua thôi. Em này thì không có tính năng đo áp suất không khí và độ cao nha. Trong cài đặt của nó thì mình thấy là các cái tùy chỉnh của nó cũng tương tự như là dòng Watch GT. Để đổi kiểu giao diện thì anh em vào trong đây. Đấy, thì nó sẽ có thêm kiểu giao diện dạng lưới nữa nha. Rồi, ok. Cho anh em xem giao diện dạng lưới này. Đấy, giao diện này cũng mượt phết luôn. Ở phần thông báo và cuộc gọi, không thể phủ nhận là dòng Huawei luôn có chất lượng loa mic rất tốt và có D2 được cũng vậy. Nghe gọi rất ổn. Bên cạnh đó thì cường độ rung của nó mạnh, cho nên là mình có thể dễ dàng phát hiện được thông báo mới khi mà đeo ở trên tay. Ngoài ra thì anh em cũng đã biết là cuộc gọi ứng dụng VoIP thì chỉ có thể nhận được khi anh em kết nối với điện thoại iPhone. Chú ý là anh em phải cấp quyền đồng bộ hóa danh bạ ở trong phần cài đặt của Bluetooth ấy, là nó có thể hiện rõ ràng được tên người gọi với ứng dụng Zalo nha. Còn với điện thoại Android thì mình thấy là có một bạn đã tạo ra một cái ứng dụng có thể khắc phục được, tức là nhận được cuộc gọi ứng dụng với điện thoại Android nhé. Tuy nhiên thì hiện tại nó chưa được ổn định, cho nên là mình sẽ chia sẻ cho anh em sau. Có thể thấy là Huawei Watch D2 là một trợ thủ đắc lực cũng như là một thiết bị theo dõi sức khỏe rất là chuyên sâu. Mình đã nghĩ là tập luyện nó sẽ không được chú trọng, nhưng mà không. Đây vẫn là một chiếc đồng hồ rất ổn để anh em có thể tập luyện được. Nhận xét về phần nhìn trước nhá, giao diện diễn ra trong quá trình tập luyện cực kỳ thân thiện và bố trí rất là hợp lý. Số liệu rất lớn để mình có thể quan sát được ngay trong lúc đạp xe hay là chạy bộ. Với một người mà chưa từng tập luyện ở trên hồ thông minh vẫn có thể hiểu được những cái số liệu này là gì. Khi mà kết thúc bài tập, anh em có thể xem được số liệu thống kê. Và cái hay một điểm ấy là nó có một cái mục giãn cơ với những cái video minh họa để anh em có thể thao tác theo rất là dễ hiểu thôi. Bên cạnh đó thì D2 còn được trang bị GPS băng tần đơn. Nếu như mà so tốc độ bắt tín hiệu với GT5 ấy thì nó sẽ chậm hơn một chút,
nhưng mà trong khoảng 10 giây đổ lại thì đây vẫn là một khung thời gian đáng nể nếu như mà so với các con đồng hồ thông minh thương hiệu khác. Mình đạp xe với một lộ trình khá là vòng vèo, khu vực mình sống rất thoáng và nó không bị cản trở bởi những cái khu chung cư cao tầng. Nên là tín hiệu GPS thường nó sẽ tốt hơn với anh em ở khu vực Hà Nội hay là Sài Gòn. Rồi, bây giờ anh em hãy nhìn từ trên cao xuống để kiểm tra xem là con D2 này nó có ổn định hay là chính xác hay không. Thật ra thì cái file này mình cũng đã xem trước đó rồi và chỉ thấy có đúng cái đường vẽ khi mà đi qua ngõ Văn Nhân này là bị lệch một xíu thôi. Mà đã qua ngõ thì làm sao mà tránh được, đúng không? Các cái con đường còn lại trong lộ trình mà mình đi qua không gặp phải trắc trở gì cả. D2 vẽ chính xác cũng như là làm rất tốt vai trò của nó. Vậy cho nên là mình tiếp tục chuyển sang chuyên mục sức khỏe nha. Đáng nói nhất là về tính năng đo đạc. Tất nhiên thì tất cả kết quả đo đạc sức khỏe ở trên đồng hồ thông minh sẽ chỉ mang tính chất tham khảo thôi, không thể làm căn cứ để chuẩn đoán y khoa được. Ở trên D2 thì anh em không cần phải tìm hiểu xem là tuổi mình thì chỉ số tâm tu tâm trương ở mức bao nhiêu là ổn. Đơn giản là anh em đo và thấy các cái vùng màu cảnh báo là hiểu rồi. Ngoài ra tư thế đo đúng như nào khi mới kết nối thì cũng có những đồ hướng dẫn cho anh em rất là bài bản luôn. Và trong cái quá trình mà nó bơm khí vào dây để tạo sức ép lên cổ tay ấy, đấy anh em thấy là gân guốc mình nổi hết lên rồi. Mình thấy là cái motor này rất là êm, không có cái tiếng kêu lớn nào phát ra, nên là lúc ngủ mình không bị đánh thức trong cái quá trình mà đo tự động. Song song với đó thì cảm biến áp suất của nó rất nhạy, nếu như mà cử động mạnh hoặc là không đúng tư thế ấy, thì nó sẽ có cảnh báo phép đo này có thể sai do không đúng tư thế nha. Một cái điểm rất hay là nó có chức năng đo cho người dùng khác, tức là nó sẽ không lưu lại và không theo cái số liệu như là cân nặng hay là tuổi tác của mình. Trong đó điều đáng quan tâm nhất và giá trị nhất nằm ở chức năng đo áp động APPM. Anh em có thể tạo một cái kế hoạch cho con D2 này tự động đo khung thời gian nào trong ngày, tần suất ban đêm và ban ngày, chu kỳ đo cách nhau bao nhiêu một lần nha. Có hai kiểu tùy chỉnh. Một là nó sẽ tự động bắt đầu đo có cái cảnh báo nhắc sau 8 giây để anh em chuẩn bị với tư thế đúng. Hai là nó sẽ chỉ nhắc để cho anh em bấm đo thủ công thôi. Tất cả cái quá trình đo được thì anh em có thể xem ngay ở trên đồng hồ, hoặc là muốn chi tiết hơn thì ở trên app Huawei Health. Có các cảnh báo rất là dễ hiểu và có cả biểu đồ để cho anh em quan sát kỹ hơn. Đặc biệt các cái chỉ số rất là chi tiết ở cả khung ngày và đêm. Nếu như mà anh em muốn xem kỹ từng giờ luôn thì anh em chọn vào cái phần dữ liệu APPM. Thực sự thì mình thấy giá trị ở cái tính năng đo áp động này là rất lớn. Một cái thiết bị lưu động mà có thể đo được tự động huyết áp như vậy là một cái bước rất là đột phá luôn. Tiếp tục thì mình sẽ so sánh kết quả đo trên con D2 này với máy đo chuyên dụng để xem là kết quả nó thu về có trùng khớp với máy đo chuyên dụng hay không nhé. Đầu tiên là trong trường hợp nghỉ ngơi này. Trong quá trình đo thì mình cũng không nói gì, nếu không là nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả đo anh em ạ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chỉ cần ngồi đúng tư thế thôi. 111.69 anh em ạ. Rồi, mình sẽ tháo dài cho anh em nhìn kỹ được kết quả. Đây. Rồi, cho anh em xem luôn nhé. Đây. Rồi, và so sánh với con D2 này. Còn đây là kết quả với tình huống mình vừa chạy bộ xong này. Do khoảng cách đó cách nhau một chút nên là nó sẽ không thể nào trùng khớp được, bởi là nhịp tim của mình nó đã xuống thấp từ từ rồi. Nên là kể cả kết quả so sánh lần này hay là lần trước chỉ mang tính chất tham khảo thôi, vì chỉ số huyết áp nó sẽ luôn luôn có một cái sự dao động. Điều quan trọng ấy là cái đồng hồ này có phạm vi nằm trong khoảng cộng trừ 10 giá trị là tốt rồi. Qua hai lần đo anh em đều thấy nó trong cái phạm vi này, tức nghĩa là có D2 khá đáng tin cậy. Và những cái thiết bị chuyên dụng anh em có thể mua được ở ngoài tiệm cũng không hẳn là có độ chính xác cao như là thiết bị y tế tại bệnh viện nhá. Nhất là những cái dạng đai túi khí tại cổ tay như này. Nên là nhấn mạnh lại so sánh này với mục đích tham khảo thôi. Song song với chức năng chính đo đáp thì nhịp tim cũng là yếu tố quan trọng không kém cạnh gì cả. Nó sẽ phản ánh rất rõ hiện trạng cơ thể của anh em thông qua những cái hoạt động điển hình như là tập luyện. Thế nên là mới cần phải đo đạc chính xác ở cái khoản này. Như thường lệ thì Polar 10 vẫn sẽ là một thiết bị tuyệt vời nhất để mà làm cơ sở đối chiếu. Quan sát sóng tim, em có thể thấy là mình cố gắng làm khó cho con D2 này như thế nào. Chứ nhịp tim đều đều thì nó sẽ khó phản ánh được thiết bị đó có chính xác hay không. Nhìn vào cái biểu đồ này thì mình đã nghĩ là kể cả là anh em không có chuyên môn cũng có thể tự đưa ra được nhận xét cho riêng mình rồi. Đường sóng hai thiết bị càng trùng nhau càng tốt, và nhất là những cái vị trí được đẩy lên cao và hạ thấp mà nó vẫn bám theo được thì lại càng ngon. D2 làm cái điều này rất là tốt. Có thể thấy là công nghệ Huawei Chusen mới không chỉ là một cái tên gọi. Suýt chút nữa thì D2 đã làm mình bái phục nếu như mà không nhìn thấy ở vị trí này. Nhịp tim hạ thấp xuống hơi đột ngột thì phải, nhưng mà không sao, phạm vi sai số này quá nhỏ nên mình vẫn thấy ổn. Ở bước chân thì mình vẫn dùng máy đi bộ để làm thiết bị mặc định làm chuẩn thôi. Thông qua hai lần kiểm tra như thường lệ, với lần có thời gian dài hơn thì có D2 đếm cao hơn 16 bước, lần có thời gian ngắn hơn thì D2 cho kết quả khá tốt, thiếu đúng một bước chân thôi. Mặt khác không chỉ có vậy thì con D2 này về khoản giấc ngủ thì nó cũng làm rất là tốt. Mình cực kỳ quan tâm đến cái vấn đề bị tỉnh giấc giữa đêm. Thì đây cũng là một cái giai đoạn dữ liệu mà mình có thể kiểm tra được là nó đúng hay không. Con D2 này nó phản ánh khá chuẩn cái khung thời gian này. Anh em có thể thấy là gần 1 giờ sáng mình bị tỉnh dậy khá lâu ở đây.
Vì vậy thì nó làm cho giấc ngủ của mình nó bị chập chờn, và con D2 này nó phân tích khá đúng cái vấn đề đó. Về thời gian sử dụng thực tế, Huawei họ có công bố với chức năng đo áp động bật chu kỳ đo cách nhau 15 phút một lần. Các chức năng khác như là trong bảng này thì nó sẽ dùng được 1 ngày và 6 ngày ở mức dùng điển hình nha. Thực tế là mình bật cái tính năng này chu kỳ đo 30 phút một lần vẫn thấy pin của nó khá tốt nha. Riêng qua đêm tốn 7%, trung bình là 2,5 ngày khi mà cài đặt tùy chỉnh như vậy. Trong trường hợp khác mình chỉ muốn đo áp thủ công cái lúc nào mình cần thôi. Một ngày check tầm 3 cho tới 5 lần, các tính năng khác bật tự động, thông báo không quá nhiều thì con D2 này xài được khoảng 5 ngày. Với một chiếc đồng hồ thông minh đo áp dạng túi khí như này thì hiệu suất về pin như vậy là rất ấn tượng. Trước đây mình cũng dùng những cái loại đồng hồ khác có dạng túi khí thì chỉ đâu đó được một ngày thôi. Theo quan điểm cá nhân của mình thì Huawei Watch D2 là một chiếc đồng hồ thông minh đo áp tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Để cho anh em hiểu kỹ hơn về nguyên lý đo áp thì nó sẽ cần một cái dây túi khí đặt vào bắp tay hoặc là cổ tay của anh em, ép căng lên thì nó sẽ làm mất đi một mạch đập của động mạch và xả hơi ra từ từ. Lúc này thì nó sẽ phân tích và ghi lại cái phản ứng động mạch của anh em để ra hai chỉ số là tâm thu và tâm trương. Thế cho nên là những đồng hồ thông minh đo áp với cái dạng thuật toán dựa theo cảm biến quang học sẽ không thể nào chính xác được với dạng dây túi khí. Bởi vì sao? Đèn quang học thì làm sao mà có thể mất đi một mạch đập được, đúng không? Thế cho nên là anh em muốn tìm một chiếc đồng hồ thông minh đo áp có độ chính xác cao thì anh em phải chọn những cái dạng dây túi khí như này. Mà con D2 này nó còn đạt những chứng nhận về độ tin cậy nữa, cho nên là anh em dùng sẽ thấy an tâm hơn. Bên cạnh đó thì nó cũng có những chức năng của một con đồng hồ thông minh thông thường như là nghe gọi này, hay là nghe nhạc độc lập và GPS để anh em có thể tập luyện thể thao ngoài trời. Chỉ có một nhược điểm duy nhất là kháng nước của nó dừng lại ở mức IP68 thôi. Vậy anh em thấy sao về Huawei Watch D2? Hãy để lại bình luận để cho mình được biết với nhé. Ủng hộ cho mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh nếu thấy video của mình hữu ích. Cảm ơn em, hẹn gặp lại.